Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Anprazolam Viachis do Viachis Mỹ sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Alprazolam Viachit cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc Alprazolam Viachit có thành phần là Alprazolam 0,5 mg được bào chế dưới dạng viên uống. Công dụng và chỉ định của Alprazolam Viachit điều trị trong các trường hợp bệnh sau đây: lo lắng và chứng loạn thần kinh kèm theo mất ngủ, dễ bị kích thích, rối loạn soma, điện áp cảm giác, lo lắng và bồn chồn. Lo âu trầm cảm và trầm cảm phản ứng thần kinh kèm theo mất cảm giác ngon miệng, rối loạn giấc ngủ, thay đổi trọng lượng cơ thể, hiện tượng xấu của tâm trạng, khiếu nại soma, tâm thần kích động, chức năng nhận thức kém, mất quan tâm trong môi trường xung quanh, ý nghĩ tự tử, cảm giác tự ti và mặc cảm tội lỗi, lo lắng và trầm cảm loạn thần kinh, bao gồm cả các bệnh chức năng và hữu cơ, da liễu, tim mạch, đường ruột, hội chứng cai rượu, rối loạn soma, rối loạn hoảng sợ bao gồm cả kết hợp với các triệu chứng ám ảnh sợ ám ảnh và sợ khoảng trống với các cuộc tấn công hoảng loạn thuốc anprazolamviachit được sử dụng bằng đường uống và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng như sau liều dùng thông thường cho người lớn điều trị lo âu liều lượng ban đầu uống 0.25 đến 0.5 Mg 3 lần một ngày liều lượng này có thể được tăng dần lên 3 đến 4 ngày nếu cần liều lượng duy trì có thể tăng liều lượng hàng ngày tối đa lên đến 4mg chia thành các liều nhỏ Liều dùng thông thường cho người lớn điều trị chứng rối loạn hoảng sợ, liều lượng ban đầu uống 0.5 mg 3 lần một ngày. Liều lượng này có thể được tăng dần lên 3 đến 4 ngày nếu cần. Liều lượng duy trì 1 đến 10 mg mỗi ngày, chia thành nhiều liều. Liều lượng trung bình 5 đến 6 mg mỗi ngày, chia thành nhiều liều. Liều lượng trung bình 3 đến 6 mg một lần một ngày. Liều dùng thông thường cho người lớn điều trị trầm cảm, liều lượng ban đầu uống 0.5 mg 3 lần một ngày. Liều lượng này có thể được tăng dần không vượt quá 1 mg 3 đến 4 ngày. Liều lượng trung bình, các nghiên cứu về việc sử dụng alprazolam để điều trị bệnh trầm cảm đã chỉ ra rằng liều lượng trung bình có hiệu quả là uống 3 mg mỗi ngày, chia thành nhiều liều. Liều lượng tối đa, các nghiên cứu về việc sử dụng thuốc alprazolam để điều trị bệnh trầm cảm đã chỉ ra rằng liều lượng tối đa là uống 4.5 mg mỗi ngày, chia thành nhiều liều. Các chống chỉ định khi sử dụng alprazolam via chít Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người lớn tuổi, trẻ nhỏ, người bị dị ứng hoặc mẫn cảm với các benzodiazepine, người bị suy hô hấp nặng, người bị suy giảm chức năng gan, thận, người bị ngộ độc rượu cấp tính, người bị ngừng thở khi ngủ hoặc lo com góc hẹp cấp tính. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, Alprazolam có thể gây nghiện nên chỉ được sử dụng ở những người được bác sĩ chỉ định. Không được chia sẻ thuốc ngủ với người nào khác, đặc biệt là người lạm dụng ma túy hoặc nghiện Anprazolam cũng có thể gây nghiện hoặc triệu chứng cai ở một trẻ sơ sinh nếu người mẹ dùng thuốc trong thời kỳ mang thai. Anprazolam có thể đi vào sữa mẹ và có thể gây hại cho em bé, nên tránh dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Không nên dùng thuốc thuốc an thần Anprazolam Mylan với liều lượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc lâu hơn so với quy định. Nếu dùng thuốc quá liều có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Các biểu hiện quá liều Anprazolam gồm ngủ gà, lú lẫn, rối loạn phối hợp động tác giảm phản xạ và hôn mê, kể cả tử vong do quá liều cũng đã xảy ra. Những trường hợp tử vong vì quá liều do dùng phối hợp một benzodiazepine và rượu cũng đã được thông báo. Trước khi sử dụng Alprazolam Mylan, hãy nói cho bác sĩ biết tình hình sức khỏe của bạn và các bệnh lý bạn đang gặp phải, nhất là các vấn đề về hô hấp, bệnh tăng nhãn áp, suy si thận hoặc bệnh gan, hoặc có tiền sử trầm cảm, nghiện ma túy hoặc nghiện rượu. Một số tác dụng phụ mà người bệnh có thể gặp phải khi sử dụng Alprazolam Viachit, tâm trạng buồn chán, có ý nghĩ tự tử hoặc tự làm đau bản thân, hành vi bất chấp rủi ro khác thường, liều lĩnh, không sợ nguy hiểm, lưu lẫn, hiếu động thái quá, lo âu, chống đối, chứng ảo giác, cảm giác như bất tỉnh, tiểu tiện ít hơn bình thường hoặc không tiểu tiện, đau ngực, nhịp tim đập mạnh hoặc cảm thấy rối loạn ở ngực, cử động cơ bắp không kiểm soát, run rẩy, co giật, vàng da vàng da hoặc mắt các tác dụng phụ ít nghiêm trọng hơn bao gồm choáng váng hoa mắt cảm giác mệt mỏi hoặc khó chịu thị lực yếu đau đầu các vấn đề về trí nhớ vấn đề về khả năng tập trung các vấn đề về giấc ngủ chứng mất ngủ sưng phù ở tay và chân yếu cơ thiếu sự thăng bằng và phối hợp nói lắp đau bao tử buồn nôn nôn mửa táo bón tiêu chảy đổ mồ hôi nhiều hơn khô miệng nghẹt mũi thay đổi về mặt ăn uống và cân nặng, mất cảm hứng tình dục. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Alprazolam Virchit, đồng thời biết cách sử dụng Alprazolam Virchit sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham